Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Nắng Vàng Solar. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ sản phẩm điều khiển sạc tốt nhất cho người mới dùng điện năng lượng mặt trời. Đó là bộ điều khiển sạc Suer MPPT, dùng hệ 12V, 24V, loại 20A và loại 30A. Ở đây mình có hai sản phẩm, một sản phẩm là 20A, một sản phẩm là 30A. Vậy thì tại sao lại nói sản phẩm là tốt nhất cho người mới? Thứ nhất là các sản phẩm mang thương hiệu Suer đã được rất nhiều người sử dụng thực tế và có những phản hồi về chất lượng rất là tốt. Thứ hai là sản phẩm này có hiệu năng trên giá thành tốt nhất. Như các bạn đã biết, trên thị trường hiện nay, các bộ điều khiển sạc sử dụng công nghệ MPPT thường có giá thành khá là cao. Thường thì một bộ điều khiển sạc MPPT có giá từ hơn 1 triệu đồng đến vài triệu đồng một bộ. Nhưng ở trên tay mình đây thì bộ sản phẩm này chỉ có giá vài trăm ngàn đồng, chưa đến 1 triệu đồng. Hiện nay nó là một sản phẩm có hiệu năng trên giá thành tốt nhất đến thời điểm hiện tại. Thì với sản phẩm MPPT Suer 20A, bên mình đang bán với giá là 690.000 đồng. Và với sản phẩm Suer MPPT 30A thì bên mình đang bán với giá là 790.000 đồng. Thứ ba, mình muốn nói với các bạn là những bộ điều khiển sạc này rất dễ dàng cài đặt và sử dụng. Các thông số được hiển thị rất chi tiết và trực quan. Cho dù bạn là người mới thì việc cài đặt và sử dụng rất là đơn giản và dễ dàng. Sản phẩm được đóng gói đơn giản trong hộp, chỉ có một sản phẩm và hướng dẫn sử dụng đi kèm bằng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Sản phẩm mang thiết kế và màu sắc mới lạ, không giống như bất kỳ bộ điều khiển năng lượng mặt trời nào khác trên thị trường, mà nhà sản xuất Suer đã cho ra một sản phẩm màu vàng rất là bắt mắt. Vỏ bọc sản phẩm được làm từ nhựa ABS màu vàng, trông rất là cá tính. Cảm quan ban đầu cá nhân mình thì cảm thấy màu sắc không được ưng cho lắm, nhưng khi trực tiếp cầm vào sản phẩm thì lại cho mình cảm giác trái ngược hoàn toàn. Sản phẩm được gia công rất chi tiết và đẹp mắt và cầm vào rất là chắc chắn, đem lại cảm giác khá là cao cấp. Phía trước là đồng hồ hiển thị các thông số và nút bấm điều chỉnh thông số và một cảm biến nhiệt độ bên tay trái. Phía bên trên là một quạt tản nhiệt và được tích hợp sẵn hai cổng USB 5V 1A dùng để sạc điện thoại. Phía đằng sau là một tấm tản nhiệt bằng nhôm được gia công khá là chi tiết và có tác dụng tản nhiệt cho bộ điều khiển sạc. Phía dưới ở chính giữa là một cầu chì và bên cạnh là các cổng để kết nối tấm pin năng lượng mặt trời, ắc quy và cổng đầu ra cho các thiết bị 12V. Và ở phía ngoài cùng thì có một đường tải dành riêng cho các thiết bị bóng đèn 12V. Khi bạn sử dụng kết nối cho bóng đèn 12V thì có 3 chế độ giúp bạn có thể tùy chỉnh độ sáng tối của các bóng đèn ở mức 9V, 10,5V và 12V bằng cách bấm vào nút điều khiển tải ở ngay nút có biểu tượng hình bóng đèn như thế này. Các sản phẩm của Suer thường được làm từ các linh kiện khá là tốt vì có độ bền cao. Vì vậy mà Suer đã được rất nhiều người Việt tin dùng trong nhiều năm trở lại đây. Bên trong sản phẩm, các linh kiện được dán trực tiếp lên bảng mạch bằng công nghệ SMD giúp cho tối ưu hóa diện tích và kích thước của sản phẩm. Theo như công bố của nhà sản xuất thì bộ điều khiển sạc này hỗ trợ kết nối các tấm pin năng lượng mặt trời có điện thế lên đến 50V. Tức là các bạn có thể sử dụng được những tấm pin năng lượng mặt trời cỡ lớn từ 400W trở xuống. Các tấm pin năng lượng mặt trời 400W thường có mức điện thế từ 50V trở xuống. Nhà sản xuất khuyến nghị các bạn nên dùng điện áp đầu vào là 18-24V với hệ 12V và 36-48V với hệ 24V và thiết bị sẽ tự động nhận dạng theo điện áp đầu vào và ắc quy của bạn. Theo như khuyến nghị, sử dụng các tấm pin năng lượng mặt trời của nhà sản xuất thì với hệ 12V bạn nên dùng các tấm pin 150W và hệ 24V thì bạn nên dùng các tấm pin 300W. Và khuyến nghị nên dùng 2 tấm pin mắc song song với bộ điều khiển sạc 20A và 3 tấm mắc song song với bộ điều khiển sạc 30A. Tức là với bộ điều khiển sạc 20A dùng hệ 12V thì bạn có thể ghép song song 2 tấm pin 150W thành 300W và với hệ 24V thì bạn có thể ghép song song 2 tấm pin 300W thành 600W. Còn nếu như bạn dùng bộ điều khiển sạc 30A với hệ 12V thì bạn có thể ghép 3 tấm pin 150W thành 450W và với hệ 24V thì bạn ghép được 3 tấm pin 300W thành 900W. Còn theo như thực tế sử dụng thì mình đã thử ghép song song 3 tấm pin năng lượng mặt trời 395W với bộ điều khiển sạc 30A dùng hệ 24V mà vẫn đáp ứng tốt và chạy vô tư. Và bây giờ mình thử ghép nối tấm pin năng lượng mặt trời Zinco Solar 395W với bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 30A. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là bảng thông số điều chỉnh của bộ sạc năng lượng mặt trời MPPT 30A. Thì cái bộ 30A và bộ 20A thì tất cả các thông số hiển thị cùng với các hình thức bên ngoài và các chức năng là như nhau.
Ở đây thì hiện tại mình đang dùng cái bộ điều khiển sạc 30A. Sau đây mình sẽ thử cho các bạn xem chi tiết ở trên bảng điều khiển của cái bộ sạc năng lượng mặt trời này nó có những gì các bạn nhé. Và đây là bảng hiển thị thông số của bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời. Bây giờ là 4 giờ. Hiện tại đang báo ở đây là dưới này là cái trạng thái là ắc quy đang sạc. Hiện tại mình đang dùng hai ắc quy 12V 150Ah mắc nối tiếp với nhau thành hệ 24V. Thông số tiếp theo là báo hiển thị trạng thái của ắc quy. Điện áp của ắc quy hiện tại bây giờ đang là 25,5V. Và trạng thái tiếp của nó là báo đây là tín hiệu PV. PV tức là tấm pin năng lượng mặt trời các bạn ạ. Hiện tại bây giờ điện áp của tấm pin năng lượng mặt trời đang vào 37,7V và dòng sạc là 1,1A. Hiện bây giờ trời nắng cũng khá là yếu, thành ra là cái dòng sạc này nó cũng chỉ đạt như vậy thôi. Và tiếp theo đây là chế độ báo cái công suất của tấm pin năng lượng mặt trời đang sạc và ắc quy. Chế độ tiếp theo là chế độ tự động mắt tải, thì ở đây mình có thể cài đặt thông số. Thông số mình có thể cài đặt là hiện bây giờ mình đang cài đặt là 10,5V. Các bạn có thể điều chỉnh thông số tự ngắt tải cho ắc quy. Thì các bạn bấm giữ vào đây, bấm giữ vào nút này. Khi mà nó nháy lên này thì các bạn có thể điều chỉnh được. Mặc định của nhà sản xuất là 10,5V. Đây mình có thể điều chỉnh lên 11V chẳng hạn. Và sau đó các bạn nhấn một lần. Rồi chế độ tiếp theo. Chế độ tiếp theo là chế độ xả tải của ắc quy. Ở đây mình cài đặt là 12,5V. Và đây là chế độ báo dung lượng đã được chuyển hóa từ tấm pin năng lượng mặt trời vào ắc quy. Mình mới lắp thử để test cho các bạn xem cách đây 4 tiếng trước. Đến giờ là được 24Ah với một tấm pin 395W. Tiếp theo là chế độ đếm lượng điện đã được sử dụng cho tải. Khi các bạn bật tải thì thiết bị sẽ lưu tất cả mức tiêu thụ của tải và cộng dồn lại ở đây. Đây là chế độ tự động bật tải. Mình cài đặt ở đây là 18 giờ tải sẽ tự động sáng và đến 0 giờ tải sẽ tự động tắt. Và đây là chế độ cài đặt hiển thị thời gian, mình đang cài đặt hiển thị là 24 giờ. Cuối cùng là chế độ cài đặt thời gian. Thì các bạn muốn điều chỉnh thời gian thì các bạn có thể bấm vào nút này bấm giữ trong vòng 5 giây. Và các bạn có thể điều chỉnh thời gian theo ý thích của mình, sau đó thì bấm một lần. Nó sẽ quay trở lại. Mình vừa có video đánh giá chi tiết về sản phẩm bộ sạc năng lượng mặt trời MPPT tốt nhất cho người mới. Theo như cá nhân mình, nếu như bạn là người mới sử dụng điện năng lượng mặt trời thì bộ điều khiển sạc này rất phù hợp với bạn. Với chi phí bỏ ra đầu tư không cao, chỉ với hơn 600 ngàn đến hơn 700 ngàn, với những tiện ích và tính năng của nó mang lại thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Đây là một sản phẩm chất lượng, có giá thành phù hợp nhất cho những bạn mới dùng điện năng lượng mặt trời, kể cả các bạn đã từng dùng điện năng lượng mặt trời mà muốn nâng cấp từ sạc PWM sang MPPT thì thực sự là một nâng cấp đáng giá. Hiện bên mình có bán các bộ điều khiển sạc Sure 20A và 30A. Giá của bộ 20A là 690.000 đồng và giá của bộ 30A là 790.000 đồng, không bao gồm phí vận chuyển. Ngoài các sản phẩm này thì Nắng Vàng Solar còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm chuyên dùng cho điện năng lượng mặt trời. Nếu bạn có nhu cầu về sản phẩm gì thì hãy liên hệ theo thông tin mô tả ở bên dưới. Nếu như các bạn thấy video hữu ích thì hãy like, subscribe ủng hộ kênh YouTube của Nắng Vàng Solar. Hoặc các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Mình sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn.